bình dân vẽ đi mua màu nước lần đầu tiên. Đừng lo, đã có Tanuki giúp bạn. Về cơ bản thì màu nước chia ra hai loại chính là màu nước dạng ban và dạng tuyết. Màu nước dạng ban thường được bán kèm hộp nhựa đựng màu và khá thuận tiện để đem theo mọi lúc mọi nơi. Màu nước dạng ban phù hợp cho ai thích sự tối giản và thuận tiện khi tất cả các màu bạn cần chỉ nằm trong một chiếc hộp. Một số set dạng ban phù hợp cho người mới mà Tanuki đề cử có Sub Easy, Sunnit, Tozetia, Sullen, Whatnot, v.v. Màu nước dạng tuyết thường có nhiều dung tích màu đa dạng hơn so với ban. Đây là loại phổ biến và được làm dưới nhiều dung tích màu từ 5 tới 15ml màu. Khi mua loại này, bạn sẽ cần sắm thêm một chiếc palette để tiện bóp cũng như pha màu. Loại này thích hợp cho ai thích sự đa dạng khi có thể mua tuyết lẻ và bóp ra palette dễ dàng, cũng như cho những người cần vẽ với số lượng màu lớn. Còn bạn thì sao? Sau video này, bạn nghĩ loại màu nước dạng nào sẽ hợp với phong cách của bạn hơn? Cho Tanuki biết với nhé!